Bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 179. Nhận biết ân điển Thượng Đế là cách sống của thiên đàng. Có hai cách có thể sống cuộc đời mình trên thế gian này. Một là cách bình thường, chấp nhận tất cả mọi việc xảy ra cho mình như định mệnh an bài. Nhưng có một cách khác, nhận biết ân điển của Thượng Đế, từ đó chúng ta có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, êm ả và bình an hơn nhiều. Hầu hết, những người thế gian chọn cách sống thứ nhất vì không biết cách thứ hai. Chúng ta muốn biết cách thứ hai, nhưng phần nhiều nó bị che giấu, dù rằng nó rất rất đơn giản, như là lấy món gì đó trong túi mình ra vậy. Chỉ là chúng ta không biết cách, do đó nhiều người trong chúng ta sống một cuộc đời không toại nguyện. Hầu hết mọi thời gian chúng ta cảm thấy rất bực bội và không hạnh phúc. Nhưng một khi đã nhận biết ân điển Thượng Đế, đời sống bắt đầu thay đổi. Cuộc sống bắt đầu theo cách lẽ ra phải như vậy. Cuộc sống bắt đầu giống như thiên đàng. Cách sống thứ hai sẽ đem đến cho chúng ta hạnh phúc, sẽ đem đến thiên đàng và sự bình an, cả bên trong lẫn bên ngoài. Cách để cầu thông với ân điển Thượng Đế này được gọi là cách khai ngộ, cách của Chúa Giêsu, của Đức Phật và của Mohammed, là cách của những vị đại minh sư trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Nếu được truyền lực lượng Thượng Đế này hay là lực lượng có sẵn này được hồi phục lại bên trong chúng ta cũng có thể nghiệm được thiên đàng trong khi sống trên tinh cầu này. Chúng ta có thể có lực lượng trị bệnh, cũng có thể được Thượng Đế gia trì để chia sẻ lực lượng này với mọi người. Chúng ta có thể thành công trong đời sống tâm linh cũng như là vật chất trong cùng một lúc. Chúng ta có thể đồng thời có cả hai thiên đàng và địa cầu và vui hưởng cả hai, vì hầu hết chúng ta chỉ vui hưởng thế gian mà không biết rằng mình có một thế giới khác hiện hữu, đó là thiên đàng. Chúng ta thường nghe rằng thiên đàng hiện hữu và có thể thấy được sau khi giảng sinh, nhưng không phải vậy, có thể thấy được ngay bây giờ. Chúng ta có thể thấy được qua hai cách. Cách thứ nhất cụ thể hơn. Thí dụ như sau khi được truyền lực lượng, chúng ta trở nên hạnh phúc hơn, thông minh hơn, phản ứng nhanh nhẹn hơn, nhẫn nại hơn, có tình thương hơn và thành công hơn về mọi mặt. Và đôi khi, chúng ta thậm chí có thể thấy được tương lai và quá khứ, biết cách giải quyết những vấn đề hiện tại của mình, vân vân. Thêm vào đó, tất cả những người chung quanh gia đình và bằng hữu ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Đó là cách ân điển Thượng Đế thể hiện qua vật chất. Nhưng có một cách khác mà chúng ta có thể thấy thiên đàng thật sự với thiên nhãn của mình, có nghĩa là nói theo nghĩa đen, chúng ta có thể bước vào thiên đàng như một nơi chốn. Chúng ta bước vào không bằng thân thể vật chất mà bằng thân thể tâm linh. Rồi chúng ta có thể trở lại thân thể vật chất để tiếp tục công việc hàng ngày. Và không ai bao giờ ngờ rằng chúng ta là một vị thánh. Như vậy tránh được rất nhiều vấn đề. Người ta không đến đầy nhà và bắt đầu sùng bái đất cát dưới chân chúng ta và biến nhà chúng ta trở thành khách sạn miễn phí. Có cách để đạt đến trạng thái sống trên thiên đàng trong khi làm việc ở thế gian. Có cách để làm vậy bởi vì thiên đàng đã hiện hữu sẵn bên trong chúng ta rồi. Thiên đàng luôn luôn hiện hữu, chúng ta không cần phải gian xin mới có được. Chúng ta không cần phải sám hối, không cần phải cầu nguyện suốt ngày. Chúng ta chỉ cần biết cách tìm thiên đàng trở lại, bởi vì chúng ta là con cái của Thượng Đế. Chúng ta không cần phải gian xin bất cứ thứ gì. Chúng ta là hoàng tử và công chúa của thiên cung. Do đó, giải pháp duy nhất cho vấn đề này là quý vị hãy khai ngộ. Hãy nhớ tới Thượng Đế trong mọi khía cạnh của đời sống. Chúng ta phải luôn luôn cầu thông, bằng không quý vị sẽ không biết mình ở đâu, không biết mình nên làm gì trong đời này hay đời sau. Không có cớ gì hết, chúng ta sống là để cầu thông với Thượng Đế, đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta làm việc, ăn, ngủ, nhưng những thứ này chỉ là quan trọng thứ nhì. Bởi vì nếu quý vị chưa đủ vững mạnh, quý vị vẫn phải làm việc, ăn uống, sinh nhai, vân vân. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất trong đời. Việc quan trọng nhất là sống để thiền.
Thiền có nghĩa là cầu nguyện, cũng giống nhau. Nếu không biết thiền thì chúng ta cầu nguyện giống nhau. Sau khi vị minh sư như Đức Phật hay Chúa Giêsu lên thiên đàng, người ta không biết cách thiền cho nên họ cầu nguyện. Nhưng chúng ta biết cầu đúng cách có nghĩa là thiền. Đó là cách cầu nguyện tốt nhất. Nếu không cầu nguyện như vậy thì chúng ta không biết Thượng Đế, chân tánh, rồi chúng ta lạc lối. Quý vị có thể kiếm rất nhiều tiền, có nhiều con cái hay ăn rất nhiều thức ăn, nhưng đều là số không. Chết là hết. Tất cả thức ăn, vợ chồng con cái không có nghĩa lý gì hết. Họ không giúp ích gì lúc quý vị ra đi, lúc quý vị rời khỏi tinh cầu này hay cuộc đời này, không gì hết. Đây là điều căn bản nhất tôi nói đi nói lại hoài mà quý vị không hiểu. Nhưng quý vị phải thiền. Đó là điều quan trọng nhất trong đời, còn quan trọng hơn tất cả những gì khác ở đời. Nếu không, quý vị sẽ không đạt được mục đích. Quý vị tưởng ngồi 1 hay 2 tiếng nghe âm thanh bên trong hay bên ngoài. Tùy quý vị ngủ sai đến mức nào, nhưng như vậy không đủ. Do đó, cho dù tôi có nâng quý vị lên đẳng cấp thứ 5, quý vị vẫn có thể rớt xuống liền, hầu như còn nhanh hơn đi lên nữa. Khi nhất tâm bất loạn, chúng ta lên đẳng cấp thứ 5 rất nhanh, nhưng khi tâm phân tán, nghĩa là ý nghĩ của mình phân tán, chúng ta tuột xuống cái dèo, như vậy đó. Bởi vậy, Chúa Giêsu mới nói, trừ phi trở thành như trẻ thơ trở lại, còn không thì không thể nào vào được thiên quốc. Rất khó kiểm soát được đầu óc của mình, khó hơn là điều khiển cả 100 con voi. Khi quý vị thấy một chớp ánh sáng hay nghe một chút xíu âm thanh thì quý vị nghĩ là đủ tốt rồi. Nhưng cái này không phải. Không, bởi vì quý vị còn ở đây, còn cảm nhận được nó, còn cảm nhận được ngoại cảnh và vẫn còn cảm thấy dễ chịu. Một chút chỗ này chỗ kia và quý vị biết như vậy. Nhưng cái đó không phải. Nếu thật sự nghe âm thanh, quý vị sẽ được kéo lên nhanh hơn cả đĩa bay hay quả tiễn lên cung trăng nữa. Và không một thứ gì ở đời này có thể khiến quý vị sao lãng. Không một cái gì ở đời này quý vị muốn. Thậm chí quý vị không màng sống chết. Ngay cả nếu có người nào đến muốn giết mình, lúc đó quý vị sẽ nói, làm ơn, cứ tự nhiên. Quý vị không nghĩ ra còn điều gì ở đời này mình thật tình muốn nữa. Không gì hết. Đó mới là lúc quý vị thật sự thiền. Phần còn lại chỉ là tập, tập, tập mà thôi. Muốn tiến bộ về tâm linh, chúng ta phải tự thực hành. Bởi vậy tôi mới nói làm ơn thiền. Bởi vậy chúng ta mới tự gọi mình là người tu hành. Có nghĩa là quý vị cố gắng, cố gắng, cố gắng. Đôi khi quý vị cố gắng và tới nơi. Đôi khi quý vị cố gắng nhưng không tới nơi. Nhưng nếu quý vị không vững, dù có tới đích nhờ ân điển của Thượng Đế, quý vị cũng rớt xuống trở lại rất nhanh. Nếu vững vàng thì quý vị sẽ không rớt xuống, dù làm việc trong thế gian. Nhưng nếu không vững vàng thì dù có vào tu viện, lên núi, sống trong thiền đường cũng vô ích, ngay cả dù có sự hiện diện của minh sư. Minh sư không thể ăn cho quý vị. Lúc nãy tôi cho quý vị kẹo sô-cô-la, nhưng quý vị là người ăn. Tôi không thể ăn cho quý vị. Tôi mua rất nhiều kẹo sô-cô-la, nhưng không phải để cho tôi ăn hết. Nếu tôi ăn hết, quý vị có cảm nhận được gì không? Nếu tôi mua rất nhiều kẹo sô-cô-la và ăn hết một mình, quý vị có nhìn tôi và nói, nhầm nhầm, sô-cô-la ngon quá. Có chuyện đó không? Không, không bao giờ. Cho nên tôi phải cho quý vị sô-cô-la, nhưng nếu không ăn vào, quý vị cũng không cảm thấy gì hết. Cũng giống vậy, nếu quý vị ở trong sự hiện diện của minh sư, nhưng nếu sự tập trung của quý vị không phải vào vị minh sư, thì ân điển không thể xuyên qua quý vị được nhiều. Có thể chút ít, nhưng không nhiều. Còn nữa, nếu quý vị có một số giới hạn trong đầu, như là thành kiến cho rằng một vị minh sư phải làm gì, bề ngoài phải như thế nào, thì lúc đó quý vị xây một bức tường thành to lớn quanh mình, ngăn cách mình và ân điển của vị minh sư. Như vậy, quý vị tuyệt đối được còn ít hơn nữa. Thăng hoa là do thành quả cá nhân. Quý vị có nhớ câu chuyện về Đức Phật?
Ngài có một thị giả là người rất được yêu quý và thân cận với Ngài, và là người ngày đêm hầu hạ bên Ngài. Tên của vị đó là A Nan. Khi Phật từ trần, ông ta có thể nhớ được từng lời Phật nói, cho nên hầu như tất cả các kinh điển từ Phật đều được viết theo trí nhớ của A Nan. Nhưng A Nan không được thành quả tu hành gì to lớn, thậm chí không đến được đẳng cấp thứ ba. Do đó, sau khi Phật giảng sanh, cả đoàn thể xuất gia không cho phép ông tham dự hội nghị của tăng đoàn. Họ loại trừ ông ra khỏi đoàn thể của các vị cao tăng. Do đó, vô cùng xấu hổ, ông vào một hang động và giam mình trong đó một thời gian, cho đến khi ông đạt được đẳng cấp cao hơn, rồi các vị tăng mới mời ông vào. Nhưng tại sao các vị tăng lại làm như vậy đối với vị thị giả yêu quý nhất của Phật? Có phải là các tăng đã quá lạnh lùng, khô khan và cứng rắn đối với A Nan? Đồng tu một, con nghĩ như vậy là để cho ông ta giật mình tỉnh ngộ. Sư phụ, phải rồi. Đồng tu hai, để bắt ông ta phải tu hành. Sư phụ, cái đó cũng đúng. Ai nữa? Đồng tu ba, để tránh ô nhiễm. Sư phụ, cũng đúng, để tránh ô nhiễm, phải đó. Nếu người nào tâm không đơn thuần trong sạch và chưa phát triển cao về tâm linh, họ sẽ ô nhiễm cả tăng đoàn. Câu trả lời này đúng nhất. Nhưng cũng để cho ông ta giật mình thấy tự mình cần phải tích cực tu hành. Đúng, đó là chuyện bình thường. Bởi vì trong thời gian bên cạnh Phật, ông không tu hành. Ông quá gần gũi, là thị giả duy nhất của Phật, bởi vậy đẳng cấp của ông không bao giờ tiến được. Đó là lý do duy nhất. Lý do mà cô đồng tu kia nói là ông cần phải cố gắng tu hành tinh tấn, cái đó cũng đúng. Bởi vì lúc nào cũng ở bên cạnh Phật, ông quá hãnh diện là thị giả duy nhất của Ngài. Không nghĩ mình cần phải tu hành gì cả, cho nên ông không làm. Ngoài ra, ông còn có một trí nhớ siêu phàm. Ông có thể kể lại tất cả những gì Phật dạy từ A đến Z, còn lặp lại nữa. Ông nhớ từng chữ một, không quên gì hết. Ngay cả khi Phật làm gì sai, như là lặp lại điều gì hay là tằng hắn, A Nan cũng nhớ hết. Vì vậy mà những kinh điển Phật giáo ngày nay không được sửa chữa, mà chỉ viết y những lời Đức Phật nói. Cho nên nhiều khi đọc mình cảm thấy hơi mệt, như là Đức Phật cứ lặp đi lặp lại cùng một câu hoặc giải thích thật tỉ mỉ để cho các đệ tử hiểu được, y như cách Ngài nói. Trong tất cả kinh Phật đều bắt đầu bằng câu "Như ta đã nghe". Lý do là như vậy, vì kinh được viết theo những gì A Nan nghe. Ngay cả người quan trọng như A Nan cũng gần như là một cái máy vi âm. Trí nhớ của ông quá siêu việt, giống như máy điện toán hay máy ghi âm ngày nay. Nhưng dù là một người quan trọng như ông, các tỳ kheo của tăng đoàn hay là Bồ Tát giới của Phật đã khai trừ ông ra khỏi tăng đoàn, bởi vì ông chưa đủ cao. Dù là người quan trọng, ông vẫn chưa đủ tốt. Cho nên quý vị thấy sự thăng hoa tâm linh quan trọng đến chừng nào? Quan trọng không phải mình là ai, mà mình là người như thế nào. Và cũng không chỉ mình là người như thế nào thôi, mà bên trong mình là người như thế nào. Đó là điều quan trọng nhất trên đời. Điều quan trọng nhất trên đời là bên trong quý vị ra sao. Bây giờ quý vị đã hiểu điều quan trọng nhất trên đời là gì, không phải tại vì A Nan và không phải tại vì Đức Phật, mà tại vì chính mình. Bởi vì sau khi qua đời chúng ta không có gì hết, thật sự là như vậy, tôi không cần phải nói. Tất cả quý vị ai cũng biết rồi, nhưng không lãnh ngộ được rõ ràng điều đó. Đó là lý do quý vị sao lãng sứ mệnh quan trọng nhất của mình trên đời này. Cho nên, từ trường hợp của A Nan, chúng ta cũng có thể rút tỉa bài học, đó là đức khiêm nhường. Chúng ta phải để ý xem mỗi ngày mình có đủ khiêm nhường không để có thể phát triển thêm. Bởi vì chỉ khi nào một vật trống rỗng thì mới đổ gì đó vào được. Ly rỗng thì mình mới đổ nước vào được, nhưng nếu ly đầy rồi, không có gì vô được. Cái ly có thể đầy nước hay đầy rác. Nếu ly đã đầy rác thì chúng ta không đổ nước vào. Tốt nhất là chúng ta có thứ mình muốn trong ly thay vì rác rến. Cũng vậy, chúng ta nên đong đầy đời sống của mình
con người mình và sự hiểu biết của mình với tất cả những thứ có giá trị tốt nhất về tâm linh, bởi vì chúng ta cũng có thể đong đầy nó với đủ thứ vô nghĩa, không cần thiết là có hại cho con người mình hay cho sự phát triển của mình. Mỗi ngày là một sự tu hành. Mỗi ngày, chúng ta phải đong đầy chính mình với tất cả những gì tốt nhất cho mình, cũng như mỗi ngày mình cố gắng chọn thức ăn bổ dưỡng nhất cho cơ thể. Mỗi lần ăn món gì ngon phải ráng nhớ, tôi cũng phải cho những thứ tốt vào linh hồn tôi, vào sự tiến bộ tâm linh của tôi. Cho nên, lúc ăn quý vị cũng có thể tu hành. Khi mình mặc bộ đồ đẹp lên người, nên nhớ, tôi cũng phải tô điểm chính mình với cái đẹp về tâm linh. Mỗi khi thấy bông hoa đẹp, quý vị có thể nói, tôi cũng phải dung bồi giường tâm linh của tôi. Với những thứ tương tự như vậy, hãy luôn luôn nhắc nhở mình. Khi nghe chim hót, chúng ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu, thì cũng phải nhớ không bao giờ quên ngôi lời của Thượng Đế. Và khi đắm đuối trong tình yêu của một cuộc tình lãng mạn và thấy sung sướng, quý vị cũng nên nói, tôi cũng phải nhớ tình thương của Thượng Đế, là tình vĩnh cửu, là tình chân. Nhưng nếu không phân biệt được, thì quý vị phải nhắc nhở chính mình. Được, tôi sẽ ráng nhớ. Tôi phải làm cái gì đó để mối quan hệ giữa tôi và Thượng Đế được nảy nở hơn, lãng mạn hơn và thân thiết hơn. Mỗi lần thương con cái mình, quý vị phải nhớ Thượng Đế thật sự thương chúng ta và con cái của quý vị như thế nào. Đó là tình thương chân thật nhất và vĩ đại nhất cho mọi người. Và mỗi lần con vật nuôi trong nhà thương mình và quý vị thương nó, hoặc là quý vị vuốt ve hay nó mơn trớn mình, quý vị cũng nên nhắc nhở chính mình rằng đây là một phần tình thương của Thượng Đế, và chỉ có tình thương của Thượng Đế mới là chân thật và ở khắp mọi nơi. Cho nên quý vị thấy, chúng ta có thể dùng mọi trường hợp để nhắc nhở chính mình đừng quên con đường tâm linh mà mình đã chọn để đi. Bằng cách này, chúng ta có thể luôn luôn củng cố chính mình trong đời sống vô thường ở địa cầu, luôn luôn tưởng nhớ đến Thượng Đế, luôn luôn giống như vậy. Nhưng với việc tu hành, không ai có thể thành minh sư qua đêm được, ngay cả A Nan. Cho nên đừng ngã lòng, chúng ta chỉ cần thành tâm và luôn luôn tu hành. Trong sự hiện diện của minh sư, quý vị có thể phát triển nhanh hơn, nhưng còn tùy vào quý vị dễ tiếp nhận và đơn thuần đến mức nào. Cũng giống như ly nước, nếu đầy rác rến thì không gì vào được, hay chỉ vào chút xíu thôi. Vượt qua cửa tử. Một trong những thánh thiên chúa giáo nói rằng ta chết mỗi ngày. Ta chết mỗi ngày nghĩa là gì? Chúng ta đang sống mà ông ta nói là ông ta đang chết. Ông nói ông chết cả trăm lần một ngày, đó có nghĩa là chết trong khi đang sống. Chết mà không chết, chỉ lên khỏi giới hạn của sự chết, rồi sau đó sống đời đời. Một khi linh hồn yếu đuối, sợ sệt của chúng ta hiểu được và vượt lên khỏi sự sợ chết, lúc đó chúng ta là mãi mãi bất diệt. Chúng ta bình thường và chúng ta cũng bất tử. Ý của ông ta là như vậy. Hôm qua, có một đồng tu nói rằng anh ta thiền vài phút thôi là lập tức thấy ánh sáng và đường hầm. Quý vị biết đường hầm tối và bên trong có ánh sáng. Anh ta trôi qua đó tựa như một chiếc thuyền. Đó là anh ta nói vậy. Vậy đó là cái gì? Quý vị thấy trên TV và đọc về thể nghiệm của những người chết đi sống lại. Họ thấy đường hầm vĩ đại này, rồi họ phải trôi qua đó, rồi họ thấy luồng ánh sáng vĩ đại, và có người giải thích cho họ biết là họ đã chết. Nhưng thời điểm chưa tới, nên họ phải trở lại địa cầu. Cho nên một số người này trở về. Một người nói rằng bà ta đã khóc suốt 2 tuần lễ vì bà phải rời thế giới tuyệt vời đó và trở lại thế giới kinh hoàng này. Đó là ranh giới giữa sự sống và sự chết. Một số người thể nghiệm như vậy trong lúc cận tử, bởi vì nếu họ sống đạo đức thì khi chết họ có thể đi ngay đến vùng ánh sáng đó. Nhưng vùng ánh sáng này cũng không phải là nơi cao nhất. Còn có nhiều cảnh giới cao hơn,
Đây chỉ là một biên giới giữa thế giới của mình và những thế giới khác. Chỉ là bắt đầu của những thế giới khác cao hơn và cao hơn nữa, với bầu ánh sáng vô tận. Càng lên cao, mình càng không nói nên lời. Không có gì để nói nữa, không có gì để tả nữa. Tôi nói chuyện này bởi vì hôm qua anh này và những người khác đã thể nghiệm điều đó. Họ vượt qua cửa tử, chết rồi trở về lại. Họ có thể nghiệm giống như một vị bác sĩ đã ghi lại. Vị này có hàng trăm bệnh nhân thể nghiệm sự chết đi sống lại. Đây là sự kiện chúng ta gọi là tái sanh, hay là vượt qua khỏi sự sống và chết, hay là thoát ra khỏi cái sống và cái chết. Một khi đã biết cách chết khi còn sống, quý vị sẽ không còn sợ chết và quý vị sẽ biết cách làm bất cứ lúc nào. Khi thời gian ở địa cầu chấm dứt, quý vị sẽ biết, thậm chí trước đó. Sư phụ của quý vị sẽ đến báo, này, 3 ngày nữa là thời giờ tới rồi đấy. Hay là trong vòng 1 tuần chúng ta sẽ đi nơi khác, làm ơn sửa soạn là vừa. Nếu có nợ ai thì trả lẹ đi, hoặc con cái cần gì như là bảo hiểm nhân mạng thì phải lo những thứ đó đi. Vị minh sư sẽ lo cho chúng ta từng chi tiết nhỏ sau khi tâm ấn. Đó là công việc của Ngài. Ngài làm nhiều việc lắm, ngay cả việc giấy tờ và thủ tục hành chánh nữa. Bởi vì sống trong cõi đời này, với quá nhiều sự phức tạp, minh sư không thể tránh được chuyện lo mấy thứ như vậy. Mặc dù công việc của Ngài không phải là cái đó, nhưng nếu Ngài không lo, thì đệ tử không thể tự do. Cho nên chúng ta thường nghe nói siêu vượt sự sống và sự chết, hay là thoát ra khỏi sự sống và chết, nhưng mình không hiểu là gì. Ý nghĩa của tâm ấn là như thế, siêu vượt. Sau đó, quý vị biết sự sống nghĩa là gì, và sự chết nghĩa là gì, và quý vị không còn sợ nữa. Ảnh hưởng của từ trường cá nhân. Gần đây, thế giới chúng ta có rất nhiều thiên tai như hạn hán và khí hậu khô cằn. Tinh cầu nóng lên do nhiều thay đổi của khí hậu, bởi vì chúng ta lạm dụng quá nhiều tài nguyên thiên nhiên. Một số tai họa cũng từ thiên nhiên như cháy rừng, và rồi làm giảm mưa rất nhiều, kết quả là địa cầu bị nóng lên. Rồi càng nóng thì nó càng khô thì càng ít cây cối, càng ít cây cối càng ít mưa, càng ít mưa càng ít cây cối. Đây là cái vòng luẩn quẩn kỳ dị. Mỗi ngõ ngách địa cầu ảnh hưởng toàn thế giới, quý vị biết rất rõ. Bởi vì trận cháy gần đây ở Nam Dương đã ảnh hưởng đến toàn thể Tân Java và Mã Lai Á cùng các vùng lân cận. Cho nên thật ra, từ những bài học thiên nhiên này, chúng ta có thể biết rằng một người hay một nơi trên địa cầu này sẽ ảnh hưởng đến những phần khác của địa cầu chúng ta. Do đó, nếu chính mình, thân khẩu ý của mình trong sạch, thì lợi ích biết bao nhiêu nữa cho tinh cầu này. Đây là một điều rất hợp lý, đâu cần phải tranh luận, chứng minh. Mỗi nơi đều có bầu không khí riêng, cho nên khi đi dự đám tang hay vào bệnh viện, quý vị cảm thấy khác với lúc mình đi nhà thờ. Hoặc khi mình vô lò sát sanh, nơi thú vật bị giết để lấy thịt, quý vị sẽ cảm thấy khác. Không biết quý vị có cảm thấy không, chứ tôi thì có. Quý vị có cảm thấy không? Thính chúng đáp có. Phải, dĩ nhiên. Lần cuối chúng tôi đến trại tị nạn Hồng Kông, trung tâm Bạch Đầu, ngày đó là một cảm giác kinh hoàng. Tôi không thể cầm được mà chỉ cứ khóc. Không còn giọng để hát nữa. Bầu không khí trong trại làm tôi ngộp thở. Dĩ nhiên chúng ta có thể vượt lên trên nó, nhưng vì muốn chia sẻ và thông cảm sự đau khổ của chúng sinh khác nên mình cảm nhận được. Nếu không muốn liên hệ gì đến nó, dĩ nhiên mình có thể vượt lên trên và không liên hệ gì đến nó. Như hoa sen trong bùn, mình không cần phải lắm bùn. Nhưng vì sống ở thế giới này, chúng ta muốn chia sẻ hạnh phúc cũng như đau buồn với những anh chị em của mình. Chúng ta sẽ cảm thấy sự khác biệt giữa mỗi nơi ở địa cầu. Đó là bởi vì bầu không khí mỗi nơi mỗi khác. Bầu không khí tạo ra bởi nhóm này khác với bầu không khí tạo ra bởi nhóm kia hay của người kia. Đôi khi quý vị đến gặp một người bạn hay họ hàng, và trước khi họ mở miệng ra nói,
Chỉ cần nắm tay họ, quý vị cảm nhận những gì họ cảm nhận. Phải thế không? Có một anh chàng kia ở Hoa Kỳ từ nhỏ đã hư hỏng rồi. Ai làm gì anh ta tức hay không thích là anh ta đánh. Thành ra anh ta là một người rất bạo động. Cho đến một ngày, anh ta bị sét đánh từ thiên đàng. Rồi anh chết một thời gian. Bác sĩ tuyên bố là đã chết trong một thể nghiệm cận tử. Rồi khoảng thời gian đó anh lên thiên đàng, đến một nơi mà các chúng sinh khác cho anh thấy cách sống của anh từ trước tới giờ. Bạo động, bất công, đàn áp người ta này nọ. Sau đó họ nói, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, tất cả tai họa sẽ giáng xuống đầu anh. Và họ cho anh thấy rất nhiều thiên tai đang xảy ra ở địa cầu từ trước đến giờ. Đa số những gì anh được cho thấy là đã xảy ra rồi. Họ bảo anh, nếu anh tiếp tục cuộc sống như trước thì tất cả những thiên tai này sẽ xảy đến cho anh. Cho nên, dĩ nhiên là anh ta làm điều tốt và cố gắng thay đổi lối sống của mình. Sau đó, vì lời hứa cải biến lối sống của anh mà Thượng Đế đã ban cho anh rất nhiều khả năng, gồm cả khả năng đọc tư tưởng của người khác, biết bệnh tình của họ và biết họ đã làm những gì trong ngày. Do đó, khi nào một người đến gần, chỉ cần cầm tay họ là anh biết chính xác những gì đã xảy ra cho họ ngày hôm đó. Biết hết. Khi một người đau buồn hay vui sướng, đôi lúc mình cũng có thể biết được. Cho dù không có khả năng siêu phàm, mình vẫn biết. Cảm thấy một cái gì đó, đôi khi người đó không nói gì hết, quý vị vẫn hỏi, anh bị sao vậy? Này, có gì ổn không vậy? Anh có sao không? Có phải thế không? Thính chúng đáp phải. Đó là do bầu không khí của người đó. Cảm giác bên trong chúng ta thấy rõ ràng là có chuyện gì không ổn với người đó. Dù họ vẫn cười nói không ngừng, quý vị vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Rồi quý vị hỏi, anh bị sao vậy? Sao không cho tôi biết có chuyện gì? Và họ nói, không, đâu có gì, đâu có gì đâu. Nhưng mình vẫn biết là có chuyện gì đó không hay. Đó là bởi vì bầu không khí cá nhân đôi khi rất rất hiển lộ. Nếu cảm giác đó rất mạnh thì nó ảnh hưởng đến người khác. Nó hiện lên mặt của người đó, viết ra trong ánh mắt của họ. Bởi vậy mà những người có khả năng siêu linh, họ đọc được tư tưởng của người khác, họ đọc được cảm giác. Họ cũng có thể nói lên những gì mình đang nghĩ, bởi vì ấn tượng mình gây ra người có khả năng siêu linh sẽ thấy được. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư khai thị tại Tangyapa vào ngày 26 tháng 9 năm 1994, nguyên văn tiếng Anh, băng thâu hình số 448.